Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Chiến binh Sao Vàng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi, phân tích các tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật. Đừng quên like video và theo dõi kênh để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng, SHB Đà Nẵng, đá bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai. Quý vị thân mến, Nguyễn Phi Hoàng sinh năm 2003 ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ở vùng quê ấy, nếu những thanh niên không chọn cách đi xa để lập nghiệp hoặc có công việc ổn định thì chỉ có một cách là xuất khẩu lao động. Gia đình Nguyễn Phi Hoàng cũng không thoát khỏi vòng xoáy đó. Nguyễn Phi Hoàng phải xa cha mình từ lúc 9 tuổi khi ông sang Đức để lập nghiệp. Sự thiếu thốn tình cảm của cha đã giúp ba anh em trở nên mạnh mẽ ngay từ nhỏ và nó cũng giúp Hoàng hình thành tính cách tự lập từ khá sớm. Năm 13 tuổi, sau khi không được lò PVF tuyển chọn, Nguyễn Phi Hoàng cùng anh trai Nguyễn Phi Hùng khăn gói vào Đà Nẵng để thi tuyển. Rất may cho Nguyễn Phi Hoàng, trong buổi tuyển trạch đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chính là trưởng ban và tài năng của chàng trai 13 tuổi này từ đó lọt vào mắt xanh của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Thông thường sau khi kết thúc những buổi tập của đội 1 tại Đà Sơn, ông Đức thường dành một chút thời gian để xem cầu thủ này tập luyện như thế nào ở các lứa trẻ. Nguyễn Phi Hoàng là cầu thủ duy nhất khi mới 15 tuổi đã được huấn luyện viên Võ Phước cho vào danh sách đăng ký ở giải U19. Dù không được ra sân, nhưng việc được đi theo để học hỏi kinh nghiệm đã giúp cho Nguyễn Phi Hoàng tiến bộ một cách vượt bậc. Trong khi đó, người anh trai của Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Phi Hùng không được may mắn, sớm giã từ sự nghiệp cầu thủ vì chấn thương. Rồi Hùng cũng nối gót ba sang tận trời Âu lập nghiệp. Chính từ sự việc này, trong thâm tâm Nguyễn Phi Hoàng luôn có một khát khao rất lớn là thực hiện luôn giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thay người anh trai của mình. Từ những nỗ lực đó, Nguyễn Phi Hoàng đã có những bước chân chập chững đầu tiên trên mặt sân cỏ chuyên nghiệp. Anh được chính huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức khi còn dẫn dắt câu lạc bộ SHB Đà Nẵng gọi lên đội 1. Lúc đó Hoàng chỉ mới 17 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất V-League 2020. Sự chững chạc và điềm tĩnh của Nguyễn Phi Hoàng giúp anh nhanh chóng chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hay Phan Thanh Hùng sau này. Một vị trí chắc chắn bên hành lang cánh trái là sự khẳng định cho ý chí phấn đấu và nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền vệ này. Năm 2020, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Phi Hoàng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội U22 Việt Nam. Những tưởng đó sẽ là bước đệm để anh phát triển vượt bậc để thành trụ cột của các cấp độ đội tuyển quốc gia, thì thành tích ấy không được lặp lại nữa. Mặc cho ai cũng biết rằng Nguyễn Phi Hoàng được ra sân thường xuyên ở V-League. Lần gần nhất Nguyễn Phi Hoàng khoác áo tuyển là khi anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi lên tập trung U20 Việt Nam để chuẩn bị vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tuy nhiên, chấn thương một lần nữa khiến tiền vệ người Quảng Bình chia tay đội tuyển. Tôi rất háo hức cho lần tập trung cùng U20 Việt Nam để tham dự giải đấu của châu Á. Thế nhưng chấn thương tiếp tục khiến tôi lỡ hẹn. Điều này làm tôi cảm thấy rất buồn, dường như tôi chưa có duyên với màu áo đội tuyển, Nguyễn Phi Hoàng chia sẻ. Mang theo nhiều tiếc nuối trở về câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, Nguyễn Phi Hoàng đang cố gắng cùng đội bóng sông Hàn vượt qua mùa giải rất khó khăn khi họ đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Lúc này tôi không nghĩ nhiều về mục tiêu khác, trước mắt tôi và đồng đội cố gắng thi đấu thật tốt để có thể trụ lại V-League, đó là nhiệm vụ quan trọng lúc này. Còn việc có được gọi lên đội tuyển quốc gia hay không thì phụ thuộc vào phong độ của tôi có tốt hay không để huấn luyện viên làm cơ sở đánh giá, Nguyễn Phi Hoàng chốt lại.